với bốn bề sông nước êm đềm, là nơi được nhiều người dân thành phố cũng như khách thập phương từ khắp nơi chọn làm nơi tham quan ngắm cảnh, cũng như mong muốn tìm cho mình cảm giác thanh tịnh tránh xa phố cổ nơi cuộc sống đô thị đang phải đối mặt. Già sinh ra ở khu vực này cũng không biết chính xác. Tương truyền vào những năm 13, một người đàn ông trai đã trải phải xác chết của một người phụ nữ. Ông đem chôn cái xác lên cù lao này, nhờ đó mà cuộc sống sông nước của ông khấm khá hơn. Tiếng lành đồn xa cũng theo nhau tới thắp hương cầu phúc trước ngôi mộ cuối đêm giao thừa, với hy vọng sẽ có nhiều cơm ăn, thuyền thuyền thuận lợi. Xây dựng ngôi miếu to hơn để phòng những lúc nước to. Một truyền thuyết cách đây gần 200 năm, lấy đánh cá trên những phố xa của thành phố này đã vớt được một pho tượng mà lúc ấy người ta cho rằng đó là tượng bà Thủy Tây. Từ đó ngôi miếu thờ bà được dân chúng trong vùng lập lên trên cù lao cổ để cầu cho mưa thuận. Sửa sang